Vâng, kính thưa quý vị, cơ sở thương mại tiếp theo đã luôn đồng hành cùng với đài truyền hình IBC và cũng là người bảo trợ cho chương trình tối ngày hôm nay, đó là công ty Southwest Sun Solar. Và thưa chú Nam Lộc, nếu như mà được chia sẻ rằng nếu mà quý vị muốn tiết kiệm tiền điện với chương trình mà 50 năm nhất thì xin quý vị gọi đến cho công ty Southwest Sun Solar với anh Hiếu và số điện thoại là 714-582-3909. Dạ vâng, đây cũng là một trong những cái khám phá mới mà rất nhiều gia đình người Việt Nam đủ điều kiện. Và nếu mà đủ điều kiện hình như là không phải trả tiền lắp. Dạ đúng rồi, có 50 đó chú, trong 5 cái đó là có những cái rất là hay, 50 và 51. Thì anh Hiếu lúc nào cũng lên TV trên đài truyền hình IBC trên băng tần 57.8. Và người đồng hành của anh Hiếu là có cô Mimi và cũng có chị Tuệ Anh. Thì lúc nào cũng có chia sẻ đến quý vị là 50 là cái gì và 51 là cái gì, nhưng mà nghe rất là hay. Và cảm ơn đến công ty Southwest Sun Solar là luôn đồng hành cùng với đài truyền hình IBC trong suốt thời gian qua. Và cũng sẵn đây cũng muốn chia sẻ đến chú và tất cả các quý vị, cô chú có mặt ở đây tối ngày hôm nay là đài truyền hình IBC. Nếu như quý vị có những cái điện thoại device như là smartphone hay là những cái device mà quý vị có internet thì có thể xem qua là ibcnews.tv. Không những là mình ngồi ở nhà coi TV nhưng mà cũng có thể xem qua internet. Và những quý vị nào có người thân ở Việt Nam thì quý vị có thể gửi cái link là IBC News, New là chữ tin tức, và .tv thì quý vị cũng có thể xem chương trình giao thừa hiện giờ đang truyền hình trực tiếp ngay tận ở Việt Nam. Hay quá, vâng. Mà tôi lúc nãy cũng khám phá ra cô này còn không những là MC mà còn hát cũng hay nhỉ. Vâng. Cảm ơn chú Nam Lộc. Dạ, vâng. Dạ, giờ vâng. Cho mình giới thiệu cái cậu này lên mới được phạt cậu với hát. Dạ đúng rồi, nếu như quý vị đã có nghe lời chú Nam Lộc giới thiệu lúc nãy với Trung tâm Asia thì tiếng hát trẻ đặc biệt như là Cát Linh, thì người mà từng hát song ca rất nhiều với Cát Linh đó là Nhật Lâm. Và sau đây là một ca khúc nhạc xuân với vũ điệu sôi động. Quý vị đã lắng lòng nghe những ca khúc vừa qua để đón mừng xuân mới với những điệu nhạc nhẹ nhàng, thì giờ đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc với vũ điệu techno sau đây, đó là ca khúc Chiều Xuân. Cảm ơn chú. Dạ, trước hết con được kính thưa Bạch Sư Tôn Đức và kính thưa các quý vị Phật tử. Và cũng không quên gửi lời chào yêu thương đến toàn thể quý vị đang xem đài IBC với lời chào yêu thương nhất. Dạ, xin cảm ơn. Và Nhật Lâm rất là vinh dự khi được đến để đây hát và đêm nay cùng đón xuân với tất cả quý vị. Thì trước thềm năm mới, Nhật Lâm xin được cầu chúc quý vị có một năm mới trọn vẹn, tài lộc phúc an và vạn sự cát tường như ý, sức khỏe thật là dồi dào. Và bài hát này là bài hát cũng như là chào đón xuân năm mới xin gửi đến tất cả quý vị ạ. Xuân như thế nắng tràn hồn anh ngất ngây mùa xuân, tình xuân có bao giờ trên trời xanh thế như mắt anh lần đầu gặp em, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ, bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu chiều xuân. Xuân như thế nắng ngập tràn hồn anh ngất ngây mùa xuân, tình xuân có bao giờ trên trời xanh thế như mắt anh lần đầu gặp em, má em hồng hoa đào tươi thắm như tình yêu như mùa xuân đến.
đây chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu chiều xuân. Mỗi khi xuân về làm hồng môi em, nắng xuân rơi đầy chiều vàng rực rỡ. Đến bên em ngồi thì thầm khẽ hát câu tình yêu chiều xuân. Xin chân thành cảm ơn quý vị ạ. À, quý vị có thích nghe nhạc vui nữa không? Tại vì thấy ở đây có nhiều cô bác định gửi bài nhạc mùi. Nhạc mùi hay nhạc vui à? Dạ? Vui hay là mùi? Yeah là sao? Dạ vui thì la lớn lên, còn mà mùi thì cũng la lớn lên nha. Mùi hay là vui à? Mùi hay mùi hay là... Thôi vậy thì mình để cho không khí nó vui vui lên nha. Và một nhạc phẩm của nhạc sĩ Y Vân, bài hát được mang tên Có Nhớ Đêm Nào. Xin cảm ơn quý vị. Hey! Có nhớ đêm nào về chung với nhau nơi này, tìm đến hoa cúc sớm vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Nhạc hoa thắm niềm say, chìm đắm trời mây, lòng ngát niềm hương ấy. Cho đôi trao ngàn kiếp về sau, nào có phai màu. Có nhớ đêm nào nhìn chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc tìm đến đây rồi và đời là một bài thơ. Yeah. Có nhớ đêm nào về chung với nhau nơi này, tìm đến hoa cúc sớm vầy, tình xuân ngất ngây ta cùng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Hoa thắm niềm say, chìm đắm trời mây, lòng ngát niềm hương ấy. Tình đã cho tôi trao ngàn kiếp về sau, nào có phai màu. Có nhớ đêm nào nhìn chung ánh trăng mơ màng, hạnh phúc tìm đến đây rồi và đời là một bài thơ. Hạnh phúc tìm đến đây rồi và đời là một bài thơ. Hạnh phúc tìm đến đây rồi. Hạnh phúc tìm đến nơi đây rồi. Và đời là một bài thơ. Xin lỗi tôi chân thành của quý vị ạ. Happy New Year. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn ca sĩ Nhật Lâm.